Vì là đang chính vụ, và đây vì là vì chất lượng của cái bộ đánh bìm bịp như này thật sự là rất là hiệu quả. Trong những cái clip trước mà em đã đăng tải lên thì có nhận lại được rất là nhiều sự ủng hộ và tin yêu của toàn thể các bác. Bên cạnh đó thì có những cái câu hỏi mà em sẽ trả lời cho toàn thể các bác trong video ngày hôm nay. Ví dụ cái mẫu mẹt như này thì có thể gập lại được không? Thì có nhé, nó gập được như này. Mẹt này là cái dạng mẹt đôi, vừa có thể treo cây vừa có thể đặt đất được như thế này. Đấy, mẹt sẽ sử dụng 100% bằng thép, và khi mà có sơn tĩnh điện màu đen như thế này tạo tính ngụy trang và chống han rỉ tuyệt đối. Mẹt này là có thể đánh được cả hai mặt luôn, treo cây đặt đất đều được. Mẹt này là mẹt đánh bịp đa năng, và kèm theo thì sẽ gồm có một con mồi giả. Mồi giả đây là sơ chế từ mồi thật và nhồi silicon nhé. Bên cạnh đó thì có nhiều bác hỏi là tiếng gọi khi mà sử dụng chiếc loa này nó như thế nào. Em sẽ bật cả tiếng kêu cho toàn thể các bác này. Đây là tiếng bịp và tiếng nhái kết hợp lại với nhau. Đấy, bác thấy không ạ? Với cái tiếng như